tặng gà mái. Đẹp quá à. Cảm ơn anh nha. Dương Hoàng, hôm nay gặp chuyện gì hả? Có vấn đề gì hả? Bộ uống lộn thuốc hả? Cái gì? Muốn kiếm chuyện hả? Không có. Ý tôi là tôi ngạc nhiên lắm. Sao tặng cho tôi nhiều hoa quá vậy? Gà ơi, vậy đi. Dậy nhanh lên, dậy, dậy. Dậy, dậy đi, nhanh lên. Dậy mau lên. Còn một tí nữa mới tới giờ nấu cơm chứ bộ. Con gà sao được ngủ quá bình minh hả? Mau dậy thay đồ, đi tập thể dục, nhanh lên, đi. Đi. Trời ơi. Thấy sao? Chạy bộ trước khi ăn sáng nên giờ thấy ngon miệng hơn đúng không? Anh biết không cần chạy bộ tôi cũng ăn ngon mà. Đó là lý do tại sao cô bị bệnh đó. Chăm chỉ tập thể dục vào buổi sáng, cô sẽ khỏe hơn nhiều. Tôi thà bị bệnh còn tốt hơn sáng dậy chạy bộ. Ngày mai chạy mình đi nha. Tôi không thích chạy bộ đâu, làm gì tôi thích lắm vậy? Không thích cũng phải chạy. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Bởi vậy tôi không hiểu tại sao giờ này anh lại dọn dẹp và tốt với tôi như vậy. Tại sao trên đời lại có người luôn biết cách nghĩ đủ mọi chuyện để hành hạ người khác như vậy? Nói vậy cũng nói được sao? Chạy bộ không phải cách để hành hạ cô, mà để cho sức khỏe của cô tốt hơn. Từ giờ trở đi, nếu mà cô thích tới một nơi nào đó hoặc làm gì đó, hãy nói với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nha. Ăn đi. À, tôi cũng không dám chắc là hợp đồng hôn nhân của chúng ta có bị tiết lộ với báo chí không nữa. Chuyện hợp đồng hôn nhân bị tiết lộ rồi hả? Chưa. Nhưng mà dư luận nói gì thì kệ họ. Đừng để ý, tôi sẽ lo hết. Tôi thì không sao. Nhưng anh không lo lắng sao? Anh mới là người cần lo lắng chứ. Anh là diễn viên mà. Đừng có lo cho tôi. Tôi nhiều scandal rồi. Thêm một cái nữa cũng không sao đâu. Nếu mà vì scandal của tôi mà người lại làm phiền cô, thì chuyện đó còn làm phiền tôi nhiều hơn là họ làm phiền tôi ấy. Đừng buồn phiền vì những chuyện đó nha. Khi mà họ không hiểu gì về cô cả, có được không? Tôi thì không sao. Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi. Minh Minh. Chuyện gì nữa đây? Tụi mình tới gặp cậu mà. Tụi cậu quên mất tụi mình là bạn hả? Tính gây chuyện nữa hả? Đâu gây chuyện gì đâu. Mà cậu tưởng của mình tụi mình làm sai hay sao? Uổng công đem nguyên bộ đồ bơi đến bơi với cậu luôn. Mà trời nóng lắm, nghĩ tới cái hồ bơi của cậu là muốn đi bơi liền à. Mỗi lần cậu tới đây, tôi cảm thấy thật là lo sợ. Cậu đừng lo nữa được không? Ủa, mà Dương Hoàng ra ngoài rồi hả? Ừ, đi tập thể hình rồi. Tập thể hình? Anh ta thích tập thể hình, bơi lội và chạy bộ. Mà có phải là anh thích thiệt không? Hay là tại vì bộ phim trước á, ảnh thất bại, giờ thất nghiệp, rảnh quá, không có chuyện gì làm, nên cứ suốt ngày đi chạy bộ với tập thể hình. Cái gì? Ai thất bại chứ?
Chẳng qua là mấy bộ phim trước anh ta bị chơi là ốm, nên bây giờ mới xuyên tập thể dục thôi. Cậu làm gì mà binh chồng cậu dữ vậy? Chỉ là chồng theo hợp đồng thôi mà. Im đi. Hôm nay nó tới trả tiền cho tớ đâu. Tiền đâu lẻ lên, đưa tiền. Lẻ lên. Thật ra là hôm nay tớ đến đây cũng tại vì lý do đó đó. Thật ra thì tụi mình không có tiền. Tụi mình trả sao được không? Cái gì nữa đây? Thì á, trả hết tiền cho cậu á thì tụi mình sẽ không còn tiền nữa. Mà ngày lương của anh Bá Thông thì chưa có tới. Nhà tụi mình thì đâu có tiền đâu. Cậu có thể thông cảm. Chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi nha. Tụi mình có là sẽ trả cho cậu liền á. Đi mà nha. Ê, à, cậu không có cần ly dị nữa đâu. Tại sao? Tại vì hả, con Bảo Yến nó sẽ không được gặp Dương Hoàng nữa. Ai nói điều đó? Thì Bá Thông nói chứ ai. Bá Thông hả, đi nói với sếp Dương Hoàng về cô ấy rồi. Mấy người làm chuyện gì nữa vậy hả? Đâu làm chuyện gì đâu. Thì ý của mình á là anh Bá Thông á đi nói với chưa có nói với sếp, mà sếp đã biết trước rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Thì sếp đi nói với con Bảo Yến đó là không được gặp Dương Hoàng nữa, nghe chưa? Là hết gặp. Tại sao? Thì tại vì á, cái bộ phim của anh ấy bị thất bại, tiếng tăm của anh ấy tuột dốc vậy nè. Đó, mà cậu nghĩ coi. Trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra khi một scandal khác nổ ra? Chuyện gì ập tới? Tiếng tăm của anh ấy hả, bây giờ không còn gì hết. Anh ấy hết thời rồi. Chết chắc. Cho nên hả, bây giờ con hồ ly đó hả, không bao giờ được gặp Dương Hoàng nữa đâu. Mà cậu đừng nói Dương Hoàng biết chuyện này nha. Tại vì hả, đàn ông hả, vốn rất là ngu ngốc. Ngu ngốc với con gái lắm. Đi bơi đi, đi bơi đi bơi. Đi bơi đi. Hôm nay vui quá luôn á. Giống như cái hồi mà tụi mình chưa có xảy ra chuyện gì. Thôi về nha. Khoan đã. Thôi để mình lấy xe đưa cậu ra trạm xe buýt. Thôi không sao đâu, mình đi bộ được rồi. Bác sĩ nói hả, có bầu là phải đi nhiều cho nó dễ đẻ. Bye bye nha. Baby là anh đó. Baby thật xinh trai nè. Baby đội nón hip hop ở bay mi lố cùng quân tui. Woo! Tặng gà máy. Đẹp quá à. Cảm ơn anh nha. Dương Hoàng, hôm nay gặp chuyện gì hả? Có vấn đề gì hả? Bộ uống lộn thuốc hả? Cái gì? Muốn kiếm chuyện hả? Không có. Ý tôi là tôi ngạc nhiên lắm. Sao tặng cho tôi nhiều hoa quá vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.